Chào các bạn, hôm nay chúng mình cùng học vẽ chú ếch xanh nhé. Trước tiên các bạn chuẩn bị cho cô bút chì, bút dạ, tẩy, giấy vẽ và màu sắc dầu. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Cô sẽ vẽ một hình tròn hơi dẹt hay còn gọi là hình ellipse là phần đầu. Vẽ hai mắt tròn to như thế này. Rồi đến mũi và miệng. Sau đó là đến phần thân. Vẽ hai chân trước để thẳng và hai chân sau gập lại để tạo dáng ngồi. Vẽ thêm một đường cong ở đây làm khoang bụng. Dưới này mình vẽ thêm một chiếc lá súng cho bạn ếch ngồi lên. Xung quanh bạn ý cô vẽ thêm hoa và lá để trang trí nhé. Vẽ một bông hoa súng ở trên. Lá súng nhìn từ trên xuống hướng thẳng đứng sẽ là hình tròn, nhưng nếu nhìn nghiêng sẽ thành hình ellipse. Xong rồi các bạn lấy bút dạ tô lại nét giúp cô. Mình nhớ tô luôn phấn mắt màu đen. Sau khi tô nét xong, mình dùng tẩy tẩy đi chì còn sót lại. Bây giờ là phấn tô màu. Mình sẽ tô bạn ếch đầu tiên. Dùng màu xanh trời tô một lớp trước. Mình chừa lại vùng bụng để lát nữa tô sau. Cô tô thêm một lớp màu vàng. Hai màu này trộn lại với nhau sẽ tạo thành màu xanh lá cây. Mình dùng màu xanh dương để tô phần tối hơn. Và đè một lớp vàng đậm lên màu xanh dương nữa nhé. Vùng khoang bụng cô sẽ tô một lớp hồng phấn trước. Sau đó tô thêm một lớp xanh lá cây.
Để thêm một lớp hồng phấn nữa để mị màu hơn. Nhấn tối bằng màu xanh trời và vàng đậm. Tô má hồng cho bạn ấy nữa. Bông hoa ở đây cô tô một lớp hồng phấn làm nền. Sau đó tô thêm một lớp tím nhạt. Mình sẽ dùng màu tím và xanh trời để nhấn tối. Bây giờ chỉ còn lá cây nữa thôi. Mình tô từ lá to nhất nhé. Tô một lớp nền bằng cách trộn hai lớp màu vàng và xanh trời với nhau. Màu xanh lá mới được tạo ra của cô có hơi nhạt, nên mình dùng màu xanh lá gốc tô đậm thêm. Phần bóng đổ của bạn X xuống chiếc lá mình tô bằng màu xanh dương và vàng đậm. Cuống hoa mình tô bằng màu xanh lá và màu vàng nhé. Đến chiếc lá thứ hai, cô tô một ít vàng ở viền lá. Tô phần trong lá bằng màu xanh lá cây. Thêm một ít vàng ở viền và dùng xanh trời để thêm một lớp mỏng nữa. Lá nhỏ bên này cô tô bằng màu vàng. Thêm màu xanh lá và mình sẽ tô nhẹ tay thôi. Dùng xanh dương nhấn tối. Chiếc lá cuối cùng cô tô bằng hai lớp vàng và xanh lá trộn lại với nhau. Mình cũng tô màu xanh dương cho phần tối hơn của lá nhỏ này và chiếc lá lớn nhất nhé. Cuối cùng mình chỉnh lại những nét vẽ bị mờ đi. Vậy là cô trò mình đã vẽ xong bạn ếch xanh rồi. Chúc các bạn vẽ bài thật đẹp. Các bạn nhớ bấm like, share và subscribe kênh YouTube Bụi Nhỏ để theo dõi những video khác nữa nhé. Cô chào các bạn và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.